Xin hân hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh khu vườn nhỏ của mình. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cách trồng củ bình vôi. Cụ thể thì như ở trên màn hình các bạn thấy thì đây là củ bình vôi Thái. Ngoài ra thì mình cũng sẽ chia sẻ cách mình uốn mấy cái khung để trang trí. Hiện tại thì có khung tròn và khung hình trái tim nha. Mình sẽ còn uốn thêm các mẫu khung khác và sẽ đăng ở những video tiếp theo. Các bạn quan tâm thì nhớ chú ý đón xem nhé. Mình đã đặt mua khoảng 10 củ bình vôi Thái ở trên mạng. Giờ thì mình sẽ phải chuẩn bị một cái thùng xốp hoặc chậu trồng cây có khả năng thoát nước nhé. Bên dưới thì mình sẽ cho xỉ than tổ ong, có nhiều thì cho nhiều, mình thì không có cho nên mình sẽ chỉ cho mấy cái cục ở chỗ thoát nước thôi. Để tí nữa cho cát vào và tưới nước thì cát sẽ không bị trôi ra ngoài. Vì cát mà kết hợp với nước thì chỉ cần một cái lỗ nhỏ tí ti như hạt gạo thôi thì nó cũng sẽ trôi ra hết các bạn nhé. Cát mình dùng là cát vàng, cát xây dựng các bạn nhé. Khi nhận củ về thì hầu hết củ đều không có rễ hay mầm gì cả. Mình sẽ phải ủ củ trong cát và giữ ẩm. Đây cũng là cái mẹo nhé. Mình nghĩ các bạn bắt buộc phải học theo nếu các bạn muốn trồng mấy cái cây dạng ủ củ như thế này. Vì nếu các bạn mà trồng trực tiếp ra ngoài đất thì có thể mất vài tháng nó mới mọc mầm cơ. Nhưng ủ trong cát thì chỉ khoảng 10 ngày nửa tháng thì nó đã mọc mầm rồi. Mình nói vậy vì trước đây mình cũng đã từng ủ mấy cái củ dạng này rồi cho nên mình biết. Năm ngoái mình cũng có trồng củ bình vôi và củ diệp hạ châu Thái. Củ khi mua về thì mình có thể không cần trồng ngay hoặc trồng ngay đều được nhá. Nó như củ khoai tây vậy, để lâu thì nó cũng có thể tự mọc mầm được. Trong đống củ của mình thì đã có vài củ mọc mầm sẵn rồi, còn đa số thì chưa. Cái này thì tùy người bán nhé. Có khi người ta bán cho mình những cái củ lâu rồi thì nó sẽ có mầm sẵn. Để ủ thì mình sẽ chỉ cần nhấn nhẹ cái phần dưới của củ xuống dưới cát, không nên trồng củ sâu xuống nhé. Vừa để thẩm mỹ vừa giúp cho củ khô thoáng, không bị thối hỏng. Mình còn có mấy cái củ cũ vào năm ngoái đây, nó vừa nhỏ vừa xấu. Và cả củ diệp hạ châu Thái nữa. Ủ xong thì mình sẽ tưới nước ướt hết cả củ và cát. Nhưng tiện thể đằng nào cũng phải tưới nước cho nên mình sẽ dùng thuốc kích thích sinh trưởng Atonic để pha vào bình phun. Thuốc Atonic này có độc cho nên các bạn sử dụng cẩn thận nhé. Dùng bơm kim tiêm để đo cho chính xác thuốc cần dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Và mình sẽ vừa tiện thể tưới nước, vừa phun thuốc cho củ thôi. Thuốc này giúp kích thích ra rễ và nảy mầm nhanh hơn. Thực ra thì họ quảng cáo vậy, chứ bản thân mình cũng chưa bao giờ cảm nhận được tác dụng của nó. Nên nếu các bạn ngại mua thì có thể không cần dùng cũng được nha. Sau khi tưới xong, trường hợp nếu củ chưa mọc mầm thì mình có thể đậy kín bằng nắp hoặc dùng túi bóng kính để bọc kín thùng. Sẽ giúp chậu hạn chế bốc hơi nước, giúp củ nhanh mọc mầm hơn. Còn khi nó đã mọc mầm rồi thì các bạn có thể bỏ nắp đậy ra cho nó có ánh sáng nhé. Bây giờ trong thời gian chờ đợi củ phát triển thì mình sẽ dành một chút thời gian để chia sẻ kinh nghiệm về củ giống. Củ bình vôi hiện tại thường có hai dòng phổ biến nhất, đó là củ bình vôi Thái và củ bình vôi Việt Nam. Trong đó thì đa số dân chơi bonsai cảnh sẽ chọn mua củ bình vôi Thái. Mình nói thật nhé, một phần cũng vì nó được quảng cáo nâng cao giá trị thôi, chứ cũng không hẳn vì nó đẹp hơn của Việt Nam đâu. Đầu tiên nói về củ, ưu điểm mà mình thấy rõ nhất của củ bình vôi Thái thì thường củ của nó sẽ phát triển rất chậm, thích hợp trồng bonsai trong chậu nhỏ và củ của nó có hình dạng rất tròn nha, tròn xoe luôn, nhìn sẽ khá đẹp. Cũng có thể do nhập từ Thái về cho nên họ đã chọn nhập những cái củ có hình tròn. Cái này thì mình cũng không chắc nha, không biết là đa số nó tròn hay là do họ chọn lọc nữa. Ngoài ra thì có những củ sẽ có da nứt nẻ như thế này, mình cũng có một củ như vậy, nhìn nó khá đẹp. Trong khi đó thì củ bình vôi của Việt Nam thì hình như không có da nứt nẻ, nó có những cái hình dạng kỳ quái khác nhau, không được tròn vo, nên nhìn củ cũng không được đẹp bằng, trừ một số củ đặc biệt, tuy kỳ quái nhưng có nét đẹp riêng nhé. Và tất nhiên chắc nó sẽ vẫn có những cái củ hình tròn thôi nhưng nó sẽ hiếm nha. Ngoài ra thì bình vôi Việt Nam có kích thước rất to, nếu ngoài tự nhiên thì củ sẽ nặng tới vài chục cân, thậm chí 50 cân cơ. Thứ hai thì mình sẽ nói về lá, về đặc điểm chung của cả hai dòng Việt Nam và Thái nhé. Bình vôi Thái có tốc độ phát triển rất chậm, khả năng vươn dài bám khung cực kém, cho nên khi trồng bình thường nó sẽ phù hợp hơn. Còn khi uốn khung như mình chẳng hạn, nó sẽ rất mất thời gian mới có thể đủ độ dài để bám khung được. Thực tế thì bản thân mình dù đã trồng thời gian khá dài rồi, nhưng cũng chưa được thấy điều đó. Và theo mình tìm hiểu được biết, cũng như mình đã từng trồng vào năm ngoái,
thì vào mùa đông cây sẽ rụng lá nhé, đồng nghĩa với việc có thể sẽ không bao giờ chúng ta sẽ được ngắm nó bám kín khung. Chắc khung bé thì được, còn khung to thì chưa kịp, thì đã đến mùa đông thì nó đã rụng hết rồi. Còn bình vôi Việt Nam thì trái ngược, nó có tốc độ vươn dài khá nhanh và nhiều, thành ra nhìn rất sum suê. Bản thân mình thì mình thích cái lá của nó nhiều, càng tùm càng tốt. Như vậy thì hai dòng, mỗi dòng một ưu điểm, của Thái thì củ đẹp hơn, của Việt thì lá đẹp hơn. Tùy vào sở thích mà mỗi người sẽ chọn cho mình một giống phù hợp nhé. À, củ bình vôi Việt Nam thì còn có ưu điểm là rẻ hơn củ bình vôi Thái rất nhiều nhé, nếu tính theo cân nặng. Và trong đông y thì nó còn có thể sử dụng để điều chế thuốc chữa bệnh mất ngủ này, chữa ho, chữa sốt, đau dạ dày, xương khớp, gút, tiểu đường, huyết áp cao, vân vân. Trong đó thì nó được biết tới nhiều nhất hiệu quả qua cái việc chữa mất ngủ, khó ngủ. Trong khi củ bình vôi Thái thì hầu như chỉ có giá trị chơi cảnh thôi, còn của Việt Nam thì có thể đem bán cho các thầy thuốc đông y. Nói cụ thể hơn nữa thì củ bình vôi Việt Nam cũng có rất nhiều dòng, trong đó phổ biến nhất mà mọi người biết tới thì có hai dòng, một dòng phân bố ở miền Bắc và một dòng phân bố ở miền Trung. Ở miền Bắc thì có tên là bình vôi đỏ, còn ở miền Trung thì có tên bình vôi trắng. Nói về giá trị tiền bạc thì củ bình vôi đỏ của miền Bắc sẽ đắt tiền hơn, vì giá trị dược liệu có ở trong nó sẽ cao hơn củ trắng ở miền Trung nhé. Mình nghe nói đâu đó khoảng 200.000 một cân. Nếu chúng ta có một củ nặng 50 cân thì bán cũng được 10 triệu rồi. Nói chung nếu trồng để làm thuốc thì trồng bình vôi đỏ. Còn nói về giá trị trồng để chơi cảnh thì chúng ta nên chơi dòng bình vôi trắng của miền Trung, vì lá của nó nhỏ hơn, dày hơn, màu xanh đậm hơn, có gân trắng nổi nhìn rất đẹp, có cả hình tròn hoặc hình trái tim nhé. Còn củ bình vôi đỏ của miền Bắc thì lá rất to, mỏng, màu nhạt, không nổi gân, nhìn không được đẹp. Giờ thì mình sẽ nói kỹ hơn về củ bình vôi Thái, vì video này thì mình cũng đang trồng nó và nó cũng được mọi người ưa chuộng chơi cảnh nhất. Giá của củ bình vôi Thái khá đa dạng nhưng đa số thì rất cao nhé. Năm ngoái mình mua một củ nhỏ tí ở trên Shopee, nó đã 100.000 một củ rồi. Tùy vào chỗ bán, độ đẹp và kích thước củ thì có thể tới vài trăm nghìn một củ cơ. Củ càng to thì càng đắt các bạn nhé. Như năm nay thì mình tìm tòi hơn, tìm được chỗ mua khác. 10 cái củ mà năm nay mình mua để ủ ban nãy thì nó chỉ khoảng 30.000 một củ thôi, mà nó to gấp 3 của năm ngoái mình mua nhé. Theo quảng cáo thì lá của củ bình vôi có viền tím, gân trắng, hình dạng tròn như đồng xu, nên còn được gọi là củ đồng tiền. Thực tế thì khi lá còn bé thì mình thấy đúng thế thật, nhưng nó càng phát triển thì mình thấy nó càng to ra, lá không quá tròn, gân không nổi trắng, mình thấy nó còn xấu hơn cả củ bình vôi trắng của Việt Nam cơ. Và có thể nó cũng như củ bình vôi Việt thì bình vôi Thái nó cũng có nhiều dòng khác nhau chứ không phải chỉ có một, nên nếu như may mắn chúng ta sẽ mua được những củ có lá tròn xanh đẹp hơn. Còn nếu không may mắn, chúng ta sẽ trồng phải những củ có lá không được tròn, màu thì hơi ngả vàng, nhìn không được đẹp. Và may mắn hơn nữa, được gửi cả củ ra nứt nẻ như thế này thì nó càng đẹp hơn nữa các bạn nhé. Cho nên, không phải cứ mua củ bình vôi Thái thì chúng ta sẽ trồng được củ đẹp như ở trên mạng đâu. Các bạn đừng quá hy vọng sẽ thất vọng nhiều hơn. Và đặc biệt, nếu các bạn xác định chơi lá nhiều, cho nó mọc sum suê bám khung như thế này, thì mình khuyên các bạn chúng ta nên chơi bình vôi trắng của Việt Nam nha, đừng ham của Thái. Mình trồng hơn chục củ Thái mình biết rồi, và mình còn biết trong số bình vôi Thái có những dòng nó còn không mọc lá cao được, chỉ ngắn côn củn thôi. Lá của nó tuy ít nhưng nhìn cũng khá đẹp và to bản, mấy củ đấy thì lại rất đắt tiền, ví dụ như củ Nova cũng thuộc họ bình vôi. Quay trở lại với nội dung chính của video ngày hôm nay, sau 20 ngày ủ với cát ẩm thì tất cả củ bình vôi Thái của mình đã mọc ra lá rất tươi tốt. Thực sự đúng mùa của nó và ủ đúng cách thì nó rất nhanh nhé. Năm ngoái mình trồng không đúng cách, cả 2 tháng nó mới mọc mầm cơ. Nhưng mà ổ mãi chuối, còn con nhà mình nó đã vào trong đây phá và thôi xong, gãy mất 4-5 cái mầm rồi. Những củ bị gãy hết mầm thì mình sẽ phải chờ thêm thời gian cho nó mọc ra mầm mới vậy. Các bạn có thể thấy, mỗi củ có thể mọc ra nhiều mầm nha. Thậm chí vào đầu mùa hè nó có cả hoa nữa. Những cái bông hoa này sau này nó sẽ mọc ra quả và từ quả sẽ có hạt, có thể mọc ra cây con nha. Nếu thích các bạn có thể nhân giống theo cách này. Giờ thì mình sẽ chuẩn bị giá thể để chính thức trồng củ bình vôi vào chậu. Nếu các bạn trồng ít thì có thể mua giá thể trồng sen đá và sơn rồng về để trồng củ bình vôi cũng được. Hoặc ví dụ như ở đây thì mình có đá Akadama, mình sẽ kết hợp trộn cùng với đá Puma đậm nhỏ cũng được. Tuy nhiên thì mấy cái đá này chúng ta đều phải đi mua và nó cũng khá đắt. Ví dụ như đá Akadama có thể tới vài chục nghìn một cân cơ. Nếu các bạn trồng trong chậu nhỏ và ít thì không sao, còn trồng nhiều thì sẽ cực kỳ tốn tiền nhé. Mà đá Akadama ở Việt Nam thì thực sự nó cũng không quá tốt hơn so với một thứ rất phổ biến và miễn phí, đó chính là xỉ than tổ ong ạ. Xỉ than này thì hiện tại đã hiếm hơn ngày xưa rồi, hộ gia đình thì hầu như không còn ai dùng nữa, nhưng ở một số quán nấu cháo, nấu bún phở chẳng hạn thì họ vẫn còn sử dụng nhá. Và chúng ta có thể đi tìm ở ngoài đường xem có ai bỏ đi không, nếu không có thì chúng ta đến tận nhà để xin. Nó tuy không có giá trị đối với đa số mọi người, nhưng với người trồng cây hoặc nuôi cá cảnh thì nó vẫn thực sự rất quý giá,
vì nó miễn phí mà có tác dụng rất tốt nhé. Sau khi đã có xỉ than tổ ong rồi thì để tốt nhất cho cây thì các bạn cũng nên ngâm xỉ than với nước nhiều ngày và thay nước hàng ngày nhé. Thực ra thì mình thấy cũng chả cần đâu, mình trồng trực tiếp suốt cây có chết đâu. Hoặc các bạn cứ để ngoài trời phơi mưa phơi nắng vài tháng thay cho cái việc ngâm nước cũng được. Giờ để trồng thì chúng ta sẽ dùng búa để đập nhỏ xỉ than ra. Và nếu như cẩn thận thì mấy cái vụn bột các bạn cũng vứt bỏ đi nhá. Chỉ dùng những cái hạt xỉ than nhỏ tầm như hạt gạo, hạt đậu nành thôi. Còn ở mình thì không có nhiều, bởi vì chỗ mình thì người ta bỏ hết rồi, toàn nói bếp ga thôi. Mình không xin được mấy, cho nên mình sẽ tận dụng để sử dụng hết. Mình cũng cẩn thận, sau khi đập ra thì mình sẽ ngâm với nước trong vòng 3 ngày và thay nước hàng ngày nhá. Chúng ta có thể trồng hoàn toàn bằng xỉ than cũng được nhá. Tuy nhiên thì nhà mình có đá superlime và mụn dừa, cho nên mình sẽ trộn chung mỗi thứ một ít cùng với xỉ than tổ ong. Vì mình xác định trồng nhiều chậu bình vôi mà chậu của mình cũng khá to cho nên nó cũng tốn giá thể. Ngoài ra thì đá súp giúp hoáng khí, còn mụn dừa thì giúp giữ được ẩm tốt. Mình sẽ đỡ phải tưới, sau này mụn dừa nó có phân hủy thì nó cũng sẽ trở thành phân bón hữu cơ. Giờ thì mình sẽ phải uốn khung trước. Mình có một thùng trụ tròn dạng thùng sơn đấy. Nếu các bạn không có thì có thể dùng cái xô đựng nước để thay thế cũng được. Và mình có một đoạn dây nhôm như thế này, hoặc dây thép mạ kẽm cũng được nhá. Tuy nhiên thì dây thép mà to như thế này sẽ cực kỳ khó uốn vì nó rất cứng, bắt buộc phải dùng dây thép nhỏ, mà dây nhỏ thì nhìn nó không được đẹp. Còn dây nhôm thì nó mềm, dù đường kính dây khá to mình vẫn có thể uốn rất nhẹ nhàng. Hoặc các bạn có thể mua dây thép bọc nhựa chuyên uốn cấy, nó cũng khá mềm. Mình sẽ uốn dây nhôm vòng tròn quanh thùng, nó sẽ tạo thành một cái hình tròn. Rồi mình sẽ ươm ướm kích thước của cái miệng chậu mà mình định trồng ấy. Nói chung to nhỏ gì sẽ tùy vào các bạn thiết kế sao cho nó phù hợp. Ví dụ như các bạn thích vòng tròn bé hơn thì chúng ta sẽ không dùng thùng sơn mà sẽ dùng cái phích nước chẳng hạn. Chúng ta sẽ bẻ hai cái chân khoảng bằng với kích thước của miệng chậu. Cụ thể thì các bạn cứ nhìn mình thao tác thì sẽ hiểu thôi. Đoạn dây nhôm thừa ở phía dưới hai chân mình sẽ bẻ gập gọn vào. Tương tự thì mình sẽ uốn khung hình trái tim. Nó có nhiều cách uốn dựa vào tư duy của mỗi người, cho nên các bạn có thể biến tấu tùy theo ý thích nhé. Ban đầu thì mình sẽ dùng một thứ tương tự như chiếc đũa để bẻ gập chính giữa đoạn dây nhôm vào, nhìn nó sẽ như cánh cò vậy. Sau đó sẽ dùng vỏ hộp sữa để tạo vòng tròn cho hai bên trái tim, nhìn nó xấu thì kệ nó nhé. Rồi mình có thể bẻ điều chỉnh cho nó đẹp sau. Ở phía dưới thì mình sẽ xoắn hai đầu dây nhôm vào với nhau. Xong. Mình sẽ khoan đáy chiếc ấm đun nước bằng inox cũ này. Nó đã hỏng cho nên mình sẽ tận dụng để trồng củ bình vôi, đỡ tốn tiền mua chậu các bạn ạ. Mình nhấc cái củ bình vôi nước nẻ ở trong cát hôm nọ này ra nhé. Cây này thì đẹp toàn diện rồi, nó đã có rễ ở phía dưới. Đây một củ nữa. Hôm nay thì mình sẽ trồng hai củ. Khung hình tròn thì mình sẽ đặt vào trong ấm inox do giá thể ban nãy mình trộn vào trong ấm. Các bạn thấy tác dụng của hai cái chân ban nãy mình uốn chưa? Gập gọn nhiều đoạn như vậy thì nó mới có thể đút vừa vào ấm được. Và đồng thời thì cái phần chân này nhiều điểm tiếp xúc thì khi cho giá thể vào trong chậu nó sẽ giúp khung đứng vững hơn, không bị đổ ngã. Trồng củ bình vôi thì cực kỳ dễ rồi. Các bạn chỉ cần đặt vào rồi nhấn nhẹ như khi chúng ta ủ củ ở trong cát ấy, hoặc tạo ra một cái hõm nhỏ rồi vùi cái chân củ ở bên dưới giá thể. Các bạn nhớ trồng một tí chân củ ở bên dưới thôi nha. Củ nổi sẽ giúp nó được thông thoáng, không nên trồng sâu quá hoặc trồng củ hoàn toàn bên dưới. Củ sẽ bị thối hỏng khi chúng ta tưới nước nhiều. Và cũng vì chúng ta chơi cả củ nữa cho nên trồng nổi cao sẽ tạo ra vẻ đẹp cho cái chậu bình vôi hơn. Còn khung hình trái tim thì mình sẽ dùng cho chậu heo đất này. Nó cũng đã được khoan ở dưới đáy, có một tấm chặn. Chậu này thì mình tự chế ra từ con heo đất đựng tiền tiết kiệm thôi. Cũng tương tự chậu ban nãy, chúng ta cho giá thể vào và trồng củ nổi cao. Trồng xong thì mình sẽ tưới nước nhé. Theo như hướng dẫn của người bán thì người ta bảo trồng cây này càng nhiều nắng càng tốt. Nhưng theo kinh nghiệm bản thân mình thì mình khuyên các bạn, chúng ta không nên đặt chậu trực tiếp dưới ánh nắng gay gắt giữa buổi trưa và buổi chiều mùa hè ở miền Bắc như thế này. Chúng ta nên đặt nó ở nơi có ánh sáng tán xạ thôi nhé. Ví dụ như đặt ở dưới một gốc cây to chẳng hạn, hoặc có một tí nắng buổi sáng thôi, mỗi ngày khoảng vài tiếng thôi. Xong đến trưa chiều chúng ta bê vào nơi râm mát một chút. Vì thực tế thì mình thấy nếu như chúng ta đặt chậu ở nơi quá nắng thì lá của cây sẽ rất dễ bị vàng, không được xanh mướt,
cũng như vì nó đã thừa nắng rồi cho nên cái phần thân dây của nó sẽ rất ít phát triển, nó sẽ chỉ ngắn cùn củn thôi. Thông thường thì thực vật có xu hướng vươn dài hơn để tìm ánh sáng khi nó sống trong môi trường thiếu sáng các bạn nhé. Mà mình thì trồng kiểu uốn khung mà, cho nên mình rất cần nó dài ra để bám vào khung thì nó mới đẹp được. Trừ khi các bạn trồng bình thường thích nó ngắn thì phơi nắng nhiều cũng được. Hôm trước thì mình không có ý tưởng sơn vào cái khung này, nhưng tự nhiên hôm nay mình thấy sơn đỏ vào nhìn nó sẽ đẹp hơn, nên mình sẽ phải che chắn chậu và cây để xịt sơn vào khung. Nếu xác định từ đầu thì các bạn nên xịt sơn từ trước khi trồng cây nha, nó sẽ dễ và đẹp hơn. Đó, sơn đỏ xong nhìn đẹp hơn hẳn các bạn nhờ. Hoặc cũng tùy vào thẩm mỹ của mỗi người, nhưng nếu như mà các bạn uốn bằng khung thép chẳng hạn thì các bạn cũng nên sơn vào vì nó sẽ bị han rỉ khi tiếp xúc với nước thường xuyên. Sau khi trồng được khoảng vài ngày tới một tuần thì mình sẽ phun cho nó ít thuốc kích rễ cho nó nhanh ra rễ để phát triển. Chai này thuộc dạng hữu cơ cho nên chắc nó không độc hại như chai Itonic hôm nọ. Đợt này cây ra lá nhiều rồi, mà lá bình vôi thì nó như cái đầu vịt vậy. Đổ nước tới đâu thì nó chảy đi từ đó, rất khó ngấm nước. Cho nên mình sẽ pha thuốc cùng với cái gói chất bám dính này thì khi phun thuốc nó mới ngấm vào cái lá của bình vôi được. Nó cũng hữu cơ thôi và nó cũng khá rẻ tiền thôi. Đó, phải có chất bám dính thì nó mới ướt được như thế này các bạn nhé. Chúng ta sẽ phun toàn bộ cây, kể cả phần củ và giá thể nữa. Còn đây là phân bón tan chậm của Nhật Bản. Không biết có phải Nhật thật không cơ mà nó khá đắt, khoảng hơn 100.000 một cân. Nhưng mình thấy nó khá hay nhé. Khi bón cho cây và tưới nước hàng ngày nó sẽ tan siêu chậm, phải 6 tháng nó mới tan hoàn toàn. Cho nên nó không bị phí phạm do rửa trôi. Đồng thời nó cũng cho cây ăn đều mỗi ngày một ít, không sợ bị quá thừa chất, cũng không sợ cây bị sốc phân nếu bón phân quá tay. Và mình có nghe nói nó sẽ không gây độc hại cho đất. Nó còn hơn chúng ta bón mấy cái phân bón tan ngay. Khi vừa bón thì quá nhiều chất, cây ăn không hết gây ra lãng phí. Thậm chí cho quá nhiều thì cây còn bị sốc phân rồi chết. Xong có khi cả mấy tháng chúng ta không bón phân tiếp thì cây sẽ bị đói trong thời gian đó. Cho nên tổng thể nó sẽ không thể phát triển tốt nhất được. Nên tính ra dùng cái phân bón tan chậm 6 tháng như của mình rất hay nhá. Nó vừa tiết kiệm thời gian cho chúng ta bởi vì 6 tháng chúng ta mới phải bón phân cơ. Và nó vừa tiết kiệm tiền, khi mua cứ tưởng đắt nhưng hóa ra nó rẻ. Mua một cân mà chỉ bón mấy củ bình vôi thế này á, thì có mà bón từ khi phân hết hạn sử dụng cũng chưa hết phân được. Xong rồi đấy, cái này thì cũng chả có gì khó cả và cũng không cần chăm sóc nhiều. Thi thoảng bón phân cho nó sống tốt hơn thôi, bón phân hữu cơ và phân tan chậm các bạn nhé. Ví dụ mình có gói Chichodema kết hợp cùng với Humic này thì mình bón cho nó. Nước thì không cần tưới nhiều, thấy giá thể khô thì mới tưới. Tưới nhiều quá đôi khi còn khiến nó bị úng. Và chúng ta cứ thế chơi và theo dõi chăm sóc thôi. Nếu các bạn đặt chậu cây ở trong nhà thì khoảng vài ngày phải mang ra ngoài để phơi nắng nhé. Không thì mỗi sáng các bạn sẽ bê ra nắng rồi chiều mang vào trong nhà chơi. Hoặc các bạn có hai chậu thì càng tốt. Chậu này chơi ở trong nhà thì chậu kia phơi ở ngoài trời, cứ thế thay phiên nhau. Các bạn có thể trang trí cái phần mặt chậu bằng sỏi đá gì đó. Ví dụ như mình dùng mấy cái gỗ màu này nhìn cho nó đẹp, hoặc trồng rêu cũng được. Nhưng mình thích thì trang trí thôi chứ thực ra không trang trí thì nó càng dễ bón phân và tưới nước. Nói chung cũng tùy vào sở thích của các bạn nhé. Như vậy hôm nay mình đã chia sẻ tới các bạn một video khá chi tiết về cách trồng, chăm sóc và kinh nghiệm về củ bình vôi chơi cảnh ở trong chậu nhỏ. Còn cả cách uốn mấy cái khung nhìn khá dễ thương nữa. Và sau này mình sẽ còn uốn thêm vài mẫu khung khác nhìn cho nó đa dạng. Các bạn nhớ chú ý đón xem nhé. Chúc các bạn trồng được vài chậu bình vôi đẹp đẹp để ở trên bàn học hoặc ở trên văn phòng nhìn khá thú vị đấy. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu thấy những video của mình có ích thì các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ mình nhé. Đối với các bạn thì việc này hoàn toàn miễn phí và chỉ tốn vài giây đồng hồ thôi. Nhưng đối với mình thực sự điều đó rất quan trọng, giúp cho mình có thêm nhiều động lực để tiếp tục sản xuất thêm nhiều video để chia sẻ kinh nghiệm và niềm đam mê trồng cây tới với nhiều người hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn. Bye bye.